Kính bạch sư cho con hỏi phim về cuộc đời Đức Phật ở bản Ấn Độ, tại sao họ không dựa vào kinh tạng để làm phim mà dựa vào cuốn Đường Xưa Mây Trắng? Xin thưa với quý vị á, thì sư có đọc cái thông tin là ngay cả cái phim á, thì họ cũng không bám sát vào cuốn Đường Xưa Mây Trắng của thầy Nhất Hạnh. Cho nên nếu mà nói thì đôi khi nó cũng hơi oan cho cái quyển Đường Xưa Mây Trắng. Nhưng mà cái vấn đề nè là bản thân cuốn Đường Xưa Mây Trắng á, là một tác phẩm văn học, thì chúng ta không thể yêu cầu nó đúng hoàn toàn 100% kinh tạng và lịch sử được. Bởi vì một tác phẩm văn học thì nó sẽ có sự thêm bớt, rồi sự phóng đại, sự khoa trương, rồi nó còn có cái gọi là cái tâm tư, tâm tình, cái ẩn ý của tác giả lồng vào trong đó nữa, để nó có thể trở thành một tác phẩm văn học thu hút. Rồi thì bản thân tác phẩm văn học đó đã không bám sát rồi. Rồi bây giờ cái người mà làm phim họ dựa đó họ lại phóng tác ra thêm một lần nữa. Thì quý vị thấy là phóng hai lần như thế thì nó không còn gì hết trơn. Mà nếu như quý vị hỏi tại sao thì nó đơn giản. Tại vì nếu như đóng đúng thì nó không hấp dẫn. Chúng sanh này là chúng sanh theo dục. Mà bây giờ mình đóng đúng thì nó không có gì hấp dẫn hết trơn rồi. Cho nên là họ phải phóng tác để nó vừa lòng chúng sanh. Thì đó là cái lý do sư nghĩ tới, mà không biết Đại Đức Tuệ Tường thì thấy như thế nào. Dạ, kính thưa Đại Đức Hạnh Tại, thưa quý vị, thì cái ý chính của câu hỏi này, Đại Đức Hạnh Tại trả lời rất chính xác, thưa quý vị, sư hoàn toàn đồng ý. Ở đây thì đúng như là Đại Đức Hạnh Tại nói, thưa quý vị, có một điểm mà sư gọi là sư nghe là nếu mà sư trả lời á, trả lời thì sư cũng trả lời y như vậy à. Vốn dĩ là chúng sanh thích cái gì đó phải mùi mẫn, phải nó có nó phải thêm mắm mắm dặm muối, thưa quý vị, nó mới ghê. Chứ bây giờ quý vị nghĩ đi, cái tác phẩm mà Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đi, đúng không, mà nếu mà nó thật sự, nếu thật sự là làm một bộ phim mà đúng nghĩa là Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh đi, thì ai mà xem, ai làm xem. Nó quá là khô đi, nó chả có gì hấp dẫn nha. Phải có yêu quái thế này thế kia, khó khăn rồi bị chín chín tám một kiếp nạn này, nó gây hấp dẫn thế vậy đó. Cho nên chung quy á là những cái gọi là điện ảnh thế vậy, những hình thức nghệ gọi sẽ gọi chung là nghệ thuật đó, đúng không? Như điện ảnh là gọi là môn nghệ thuật thứ năm thứ sáu vậy đó, phải không? Đó là mục đích chính là gì? Mục đích chính á là để nó thẳng là để thỏa mãn cái ngũ dục công đức của chúng sanh rồi, thỏa mãn cái sự thích thú, đúng không? Cái sự thích thú chúng sanh đó, đơn chi đơn giản vậy thôi, thưa vị. Đó. Đáp ứng được thôi, đáp ứng để cho đáp ứng được thôi. Đã cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi đây. Chúng ta qua câu hỏi